Rồi chào hết tất cả anh em và các bạn. Thì cũng có một số anh em ở trên kênh YouTube các bạn thì anh em cũng hỏi cái mình về cái vấn đề mà giải pháp để giúp cho lúa nó cứng cây ở cái vụ hè thu này, tại vì cái vụ hè thu này là cái vụ cũng có mưa đó các bạn. Thì có một số anh em cũng hỏi là nhà mình chia sẻ một số cái giải pháp để giúp cho lúa nó cứng cây và ít đổ ngã. Thì đối với cái lúa vụ hè thu đó các bạn thì tương đối là nó cái giai đoạn mà thu hoạch đó thì cái giai đoạn nó sẽ rơi vào cái giai đoạn có mưa, thì chúng ta cần phải làm sao để cho cái chúng ta có một cái biện pháp tổng hợp ngay từ đầu. Thì đối với cái đất thì chúng ta phải làm đất kỹ, nghĩa là có những cái rãnh nước các bạn cho nó thông thoáng ở trên đất, có nghĩa là khi mà chúng ta rơi vào cái giai đoạn cuối thì nó vẫn rút nước, tháo nước cho nó cứng đất được và nó không ảnh hưởng bởi cái nước mưa nó đọng lại trên ruộng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải xạ với mật độ vừa phải thôi. Thì đối với cái giống OM5451 thì cũng tùy cái nơi, tùy điều kiện làm sao chúng ta xạ thưa, đều, vừa phải thì nó sẽ giúp cây lúa nó cứng chắc hơn. Và cái giải pháp là chúng ta phải rút nước giữa giữa vụ nha các bạn, thì ở 30 ngày. Ở 30 ngày thì chúng ta phải rút khô nước. Chúng ta rút cạn nước nha các bạn. Chúng ta rút cạn nước ở cái giai đoạn 30 ngày và chúng ta để cho đất nó khô, nó cứng chắc lại để rễ nó ăn sâu theo cái mặt nước, cái mạch nước ở phía dưới chân ruộng của chúng ta đó các bạn, thì để cho cây lúa nó cứng. Và đối với những cái giống mà anh em mà cần cứng nữa thì chúng ta không có cần phải bổ sung cái bonsai đó các bạn. Đối với mình thì trong cái canh tác lúa, cái hoạt chất Perchlorobutazone đó các bạn thì mình không có sử dụng nha các bạn. Nếu chúng ta sử dụng Perchlorobutazone thì chúng ta nên giảm cái hàm lượng phân bón trở lại thì nó hay hơn, có nghĩa là ta vừa vừa ít tốn kém tiền phân bón và chúng ta cũng không phải tốn tiền thêm cái hoạt chất Perchlorobutazone để chúng ta làm cho nó ức chế trừ sinh trưởng của cây lúa trở lại. Và đặc biệt là ví dụ như đối với cái phân bón á thì chúng ta cần phải bón cho nó nặng nặng đầu, nặng nhẹ cuối. Thì giống như cái một cái video vừa qua đó mình chia sẻ cách bón phân đó, thì anh em và các bạn có thể là bón nặng đầu nhẹ cuối để nó cũng phù hợp, là nó bớt đi cái lá lú, nó không có cái kiểu mà sầm sàm quá thì nó cũng động lại nước mưa và nó sẽ nặng vào buổi sáng và khi mà trời mưa mà nó có kèm theo gió nữa đó các bạn, thì nó làm đổ ngã luôn lúa của chúng ta, nó không thể đứng vững được. Và khi mà chúng ta cần bổ sung những cái chất mà giúp cho nó cứng cây á, thì giống như là canxi, silic, kali đó các bạn, thì những cái chất làm giúp cho nó cứng cây thì trên cái lúa chúng ta có thể phun qua lá bằng cái sản phẩm là Silimax nha các bạn, cái sản phẩm Silimax của tập đoàn Lộc Trời thì nó sẽ có là canxi silic luôn nha các bạn. Kali canxi silic thì nó giúp cho cái cây lúa chúng ta nó dày, cái lóng lúa nó dày đi và nó giúp cho lá lúa nó cũng thẳng cứng chắc, thẳng đứng, làm săn chắc cây lúa đó các bạn. Thì chúng ta có thể phun ở hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là rơi vào cái giai đoạn đẻ nhánh thì nó tầm khoảng 20 ngày các bạn, thì chúng ta phun một lần. Và giai đoạn thứ hai là sau cái cử phân đón đồng khoảng 2 đến 3 ngày đó các bạn, thì chúng ta phun cái sản phẩm Silimax trên lúa hai lần. Như vậy thì nó đảm bảo cái vấn đề là cứng cây và nó sẽ là một trong những cái điều mà nó giúp cho không có đổ ngã cái giai đoạn cuối. Thì với cái những giải pháp như vậy thì mình nghĩ rằng là cây lúa nó sẽ chịu đựng được cái thời tiết mưa ở cái giai đoạn mà gần thu hoạch. Thì mình cũng chia sẻ với anh em và các bạn vài cái lưu ý như vậy, thì hy vọng rằng anh em và các bạn có thể áp dụng thành công. Thôi, chúc anh em và các bạn thành công trong cái vụ hè thu này. Rồi chào tất cả anh em và các bạn.